Em là Tuấn, năm nay 27 tuổi và đang sống tại Hà Nội. Em từ Hà Nội vô đây luôn? Dạ. Ồ, vậy đó hả? Hai vợ chồng luôn hả? Dạ. Ồ, vậy em tên gì? Em tên là Ngọc và em cũng 27 tuổi. Bọn em sinh sống ở Hà Nội và công tác ở Hà Nội luôn. Thay mặt cho chương trình, thay mặt cho những người thực hiện, xin cảm ơn hai em đã từ một cái quãng đường rất xa để vào đây tham gia chương trình Lời Dành Cho. Rồi bây giờ mời hai em có thể cho anh biết rằng là cái thời gian đầu tiên hai em gặp nhau và chuyện tình của các em như thế nào? Bọn em thì yêu nhau cũng lâu rồi, từ hồi cấp 3. Thế là lần đầu tiên gặp nhau là khi vào lớp 10. Nhưng lúc đấy thì chưa có tình cảm gì với nhau cả. Đến tận năm lớp 11 thì mới bắt đầu có tình cảm với nhau và bắt đầu yêu nhau từ đấy. Lúc đó em như thế nào? Em là người chủ động tấn công cô gái này, đúng không? Lúc đầu mà mới vào nhập học ấy thì em ấn tượng với vợ em là lúc đấy mái tóc của em rất là dài, dài đến đầu gối luôn ấy. Thì em còn nói trêu lúc đấy đang tán nhau ấy. Thế là em còn nói trêu mà tóc dài như thế này mà về mà lấy chồng thì chồng buộc vào thành giường đánh thì không chạy được. Rồi có bị bạn bè phát hiện không? Đến tận năm lớp 12 thì mới biết là hai đứa yêu nhau. Thì khi mà yêu nhau á thì hai đứa ở trên lớp không nói chuyện với nhau mấy, coi như là bạn bè bình thường đấy. Thế khi mà bạn bè phát hiện ra là hai đứa này yêu nhau mới bạn sao hai đứa này nó giấu nhau giỏi thế, giấu cả lớp giỏi thế, đến cô giáo chủ nhiệm cũng không biết. Rồi đến bao lâu thì mới cưới nhau? Cũng phải yêu nhau đến 8 năm sau. Wow, như vậy là mối tình thanh mai trúc mã đúng không quý vị? Cái chuyện tình của các em á là nó có trơn tru không? Hay là nó có gần đến ngày cưới nó có việc trục trặc gì không? Thực ra đến năm thứ 6 hay năm thứ 7 gì đó, em nhớ là năm 2013 thì lúc đấy hai đứa cũng có một chút trục trặc. Tình cảm lúc đấy, cảm giác của hai đứa nó không còn được như lúc đầu ấy. Xong cùng thời điểm đấy thì em lại có một anh bạn làm cùng công ty thích. Thế là mình cũng bị rung rinh. Ấy, sau rồi ông này ông phát hiện ra vì ông ấy cũng thấy nghi nghi. Thế là ông ấy mới giả vờ ông mượn nick Skype ạ. Bọn em hay làm việc trên Skype. Đâu, để cho ông này kể đi. Tại sao mà em cảm nhận được cái điều đó? Em cũng chẳng biết, tự nhiên em lại nghĩ mà sao dạo này thấy khăng khác. Linh cảm. Linh cảm. Thế là em có bảo là cho anh mượn cái nick để đăng ký này nọ. Thì vợ em thì cũng không nghĩ ra là mình lại vào chồng như thế. Vào chồng thế. Thế là em vào thì em đọc thì đúng như em nghĩ thật. Đâu, em nói cái cảm giác là chị rất muốn biết cái cảm giác của em lúc đó. Tại vì lúc đó là phải cũng là 6-7 năm đúng không? Vâng, 6-7 năm rồi. Lúc em đọc thì em có nghĩa là đọc mà thấm từng chữ từng từ một luôn, khắp chát với nhau. Ngấm đầu máu dồn lên. Run rẩy. Đúng rồi. Có xỉu không? Hay là mồ hôi một cây vã thôi như tắm? Không vã thì gọi là bùn rủn tí thôi. Đúng đúng. Và trong đầu em lúc em nghĩ cái gì đầu tiên? Trong đầu em ngay cái thời điểm đó em nghĩ cái gì đầu tiên? Em nghĩ là phải đọc hết xem có cái gì không. Rồi cuối cùng giải quyết như thế nào? Em có nhắn tin với vợ em bảo là anh đã biết được những cái việc như thế rồi ấy, thì bây giờ em sắp xếp thời gian để lên để giải quyết một lần cho xong. Tại vì yêu nhau cũng không phải là thời gian ít nữa. Mà bây giờ như thế thì anh cũng hơi buồn. Thế nhưng mà lúc đấy thì em bình tĩnh để nói thế, nhưng mà trong lòng lúc đấy là rồi, rất là khó chịu. Bực tức. Tối hôm đấy em đi uống bia, cà phê một mình. Xong rồi hôm sau đi làm bỏ ăn luôn. Thế là mấy anh chị bảo sao hôm nay mày bình thường mày ăn khỏe như trâu, sao hôm nay mày ăn ít thế. Thế là em mới không nói gì. Thế là tự nhiên đến sát, có nghĩa là sáng hôm đấy em đi làm thì là chiều hôm sau, à chiều hôm cùng ngày ấy, vợ em lên. Thì không hiểu sao đến trưa tự nhiên đang sùng sục lửa trong người như thế, muốn lên một lần là giải quyết xong là chia tay luôn. Thì không hiểu sao đến lúc đấy tự nhiên lại không hiểu, như kiểu ai dội nước một người thế, tự nhiên lửa nó cứ dịu xuống, dịu hẳn xuống. Xong em nghĩ là tự nhiên bây giờ yêu 6-7 năm mà vợ mình có nghĩa là mất thời gian để quen đến 6-7 năm một người, bây giờ lại quen lại một người thì nghĩ cũng tội tội. Mà em nghĩ là cái tính của em thì cũng chắc là vợ em thì là người hiểu rõ nhất, nên là em cũng không nỡ buông tay. Cái lúc đó em có biết là em lên rồi để giải quyết cái việc đó không? Chồng em có nói không? Có. Có nói. Thế nhưng mà rồi em suy nghĩ trong lòng em lúc đó như thế nào? Là chấm dứt luôn hay là thú nhận để tha thứ?
lúc đấy thì em không nghĩ đến việc chia tay, mà em nghĩ đến việc là nghĩ lại tất cả những cái kỷ niệm của bọn em từ trước đến giờ. Thì em nghĩ là mình cũng là người có lỗi. Thì em định là lên em xin lỗi và muốn xây dựng lại mối quan hệ từ đầu. Thì không ngờ rằng ông này ông ấy cũng dễ tính. Thế là ông cũng bỏ qua cho. Thế là em cảm giác là mình cần phải thay đổi để xứng đáng với cái tình yêu của ông hơn. Rồi, bây giờ các em là đã ở với nhau bao lâu? Từ lúc cưới đến bây giờ bọn em cũng cưới nhau với nhau được 3 năm, 3 tháng. Và đã có với nhau được một bé 17 tháng. Chúc mừng. Và trong 3 năm, 3 tháng đó thì các em có những câu chuyện gì về không hiểu, không vừa lòng cái người bạn đời của mình hay không? Hay nói trắng là hãy nói xấu về nhau đi. Ông này thì ông ấy trông thế thôi nhưng mà siêu lười luôn. Tức là em bảo ông ấy làm cái gì nhưng ông ấy phải để em nói đến chục lần thì ông mới bắt đầu ông đứng dậy ông đi làm. Và làm trong cái tư thế là hậm hực. Nhiều khi nghiện á em, nghiện á. Không nói là lại làm không thấy vui. Đúng rồi. Đúng vậy. Rồi sao nè? Ông ấy còn có một cái tính là nghiện chơi game nữa. Trời ơi, chơi game thì thâu đêm suốt sáng luôn. Tức là có một cái trò chơi mà ban đầu thì em cũng chơi cùng, đợt mà em đang bầu ấy thì cũng rảnh rỗi mà thì bọn em chơi cùng nhau thì cũng vui. Thế đến lúc mà đẻ xong rồi thì bao nhiêu việc chăm con rồi lo dọn nhà cửa rồi giặt giũ quần áo rồi các kiểu. Nhưng ông vẫn ngồi chơi. Ông vẫn cày game để cho nâng cấp rồi thăng hạng rồi các kiểu. Trong khi mình thì không chơi nữa mà mình thì còn bao nhiêu việc khác mà không hỗ trợ. Thế là em điên lắm. Có hôm em về em bảo vẫn còn đang ngồi chơi điện tử à? Không, bây giờ mà còn ngồi chơi nữa thì em cầm điện thoại em đáp. Em xóa luôn trò chơi. Đáp là vứt đấy, vứt đi luôn á. Cho em đính chính một tí. Cứ đính chính. Thật ra là rất là đen, cứ lần nào vợ em quay ra là đúng lúc em đang chơi. Nhưng mà thì thực ra em chỉ chơi một tí thôi xong em lại thả xuống. Nhưng mà những cái lúc thả xuống thì vợ em lại chẳng nhìn. Thế nhưng mà cái lúc em cầm lên và cái lúc em hạ xuống nó cách nhau bao lâu? Đó. Cứ 5 phút một lần là hay sao? Không ạ, chắc tầm khoảng 30 phút. 30 phút là cũng hết 30 mà. 30 phút một lần. Còn gì nữa không? Ông này ông có một cái tính nữa nè. Bây giờ thì con cũng lớn rồi. Thì làm bố làm mẹ thì cũng phải làm gương cho con đúng không ạ? Nhưng mà không, kiểu tính trẻ con ấy. Em nhờ lấy cái này lấy cái kia thì toàn tiện ấy, đứng từ sau đáp veo phát ra chỗ mình. Thế là thằng con nó nhìn thấy, lần sau nó cũng cầm cái gì nó đắp vèo phát. Thế là em mới mắng cho mà làm sao không được làm như thế. Làm như thế con nó bắt chiếc thì không hay. Hai vợ chồng là ở riêng hay là ở chung với bên gia đình? Bọn em thì nhà ở Hạ Long. Còn công tác thì làm ở Hà Nội. Thế là bọn em ở xa nhà, không ở chung với bố mẹ. Tức là đâu có sống chung với mẹ chồng thời gian nào hả? Thì thực ra là có sống cùng mẹ lúc mà em sinh cháu ấy ạ. Thực ra ở với mẹ thì cũng không có vấn đề gì nhiều. Chỉ có vấn đề khi mà em mới sinh cháu xong ấy. Thì có xích mích về việc là cho con ăn, cho con bú, rồi nuôi dạy nó. Là cái cách của em với cách của mẹ khác nhau hả? Vâng, đúng rồi. Lúc đó em sao? Em thấy cái cách nào đúng? Thật ra thì em chẳng biết cách nào đúng sai. Lúc đấy vợ em vẫn đang ở trên bệnh viện. Thì lúc đấy thằng cu nhà em thì khóc rất là to. Thì bà thì xót thì cứ bảo là thôi bây giờ mà sữa mẹ chưa về kịp thì có thể cho ăn sữa ngoài một chút. Thì vợ em thì nhất quyết bảo không ăn sữa ngoài, chỉ cho bú thôi. Vợ em thì chắc là lúc đấy cũng không muốn nói nhiều nữa. Thế là lại đi gọi mấy cái cô y tá đến để giải thích cho mẹ em hiểu. Thì khi đến thì bác sĩ có bảo là sữa mẹ vẫn đủ đây thì không cần phải cho ăn sữa ngoài đâu. Thì lúc đấy mẹ em lại cảm giác như kiểu là bị như kiểu dùng từ quê. Đấy. Thế là mẹ em mới bảo thôi em đứng lên, mẹ em cũng hơi sụt xịt một tí. Mẹ em bảo là thôi mẹ không trông cháu nữa, mẹ đi về. Đến lúc em ra thì mẹ em đi về rồi.
Thì em đợi mẹ vợ em lên thì em có bảo là mẹ trông vợ con một chút, thì con về con nói chuyện với mẹ. Thế về thì mẹ em vẫn đang nằm trong giường khóc. Tối hôm đấy thì em nằm giữa hai ông bà luôn. Thế là cứ ôm mẹ em, xong rồi em bảo là thôi thì vợ con cũng mới, thì có gì thì mẹ bỏ qua, bây giờ con cũng cũng không biết phải làm thế nào cho vừa cả. Thì sau lúc đấy mẹ em cũng xuôi xuôi. Rồi hôm sau thì cũng có viết một bức thư cũng khá là dài cho vợ em, nhưng mà không cho em đọc. Đến bây giờ em cũng chưa biết là nội dung bức thư ấy là như thế nào. Bây giờ cho vợ kể cái mẹ viết cái gì cho em vậy? Mẹ viết cho em một bức thư thì cũng nói về chuyện là ngày xưa mẹ em chăm chồng em như nào. Tại sao mẹ lại lo lắng khi mà thằng cu nó khóc nhiều như thế. Thì sau khi đọc xong thì em cũng hiểu được tâm lý tình cảm của bà là như nào. Thì bà cũng chỉ là lo cho cháu thôi. Nên là em cũng thấy chắc là mình cũng cư xử hơi quá. Em cũng nhắn tin xin lỗi bà. Thì hôm sau mà em cũng ra viện luôn. Thì là mẹ em cũng lên đưa hai mẹ con ra về nhà. Và mẹ chồng em thì rất là chiều, em về em cũng không phải làm gì mấy. Toàn em làm. Toàn em làm. Ăn cơm xong thì có nghĩa là bình thường thì việc rửa bát hoặc giặt quần áo đối với em thì em vẫn tự làm bình thường. Nhưng mà về nhà thì mình cũng muốn oai một tí. Thế ăn cơm xong bảo em đi dọn bát đi. Thế mẹ em với cả bố em luôn quay ra bảo mày làm quen rồi mày đi làm đi, để nó làm gì. Thế em lại phải lóc cóc đi xuống rửa bát. À, bây giờ là tật xấu của vợ em là gì? Tật xấu của vợ em thì chắc là chỉ có mỗi việc cẩn thận quá và lèo nhèo nói lắm. Lèo nhèo là nói chắc cũng phải kinh khủng lắm luôn. Không, có nghĩa là một cái việc đấy, ví dụ như là lúc em vợ em có nói là bảo đứng lên dọn bát đũa đi ấy, thì em bảo là thôi để đấy anh ngồi một tí rồi anh dọn. Thế là từ cái lúc mà em nói xong mà bà phải nói lên khoảng chục lần nữa rồi. Thôi đứng lên đi, xong rồi được khoảng 2 giây sau rồi. Đứng lên đi. Thế là em thì tính em không thích nói nhiều, thế em lại phụng phịu đứng lên em dọn. Em không nói nhiều mà chắc lúc đó đang cài game đúng không? Đúng rồi. Và bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Vợ em thì mong muốn là bớt kỹ tính đi tí cho chồng dễ thở, với cả cũng bớt gọi là ghen đi một tí. Ghen sao, ghen dữ hả? Có nghĩa là bình thường thì em đi làm thì công ty em thì làm là công ty nước ngoài ấy. Thì có nghĩa là các nhân viên với nhau rất là thoải mái, ôm ấp chụp ảnh rất là bình thường thôi. Thì chụp xong thì Facebook bình thường, bà cứ nhìn thấy xong cái bà lại chụp ảnh tay chân. Mà cũng không hiểu sao các bạn gái rất thích chụp ảnh với em. Thế là về cũng up Facebook nên bà cứ lò bầu. Thế là từ đấy là ai mà, nhất là mấy bạn gái mà có bảo chụp ảnh ấy thì em bảo thôi. Em né luôn. Tội quá. Tội. Thế còn em thì em muốn ông xã thay đổi điều gì? Em chỉ mong ông ý bớt chơi game đi thôi. Chịu khó dành thời gian chơi với con. Nhưng mà bây giờ cái thời gian mà em dành cho con em á là nhiều không? Nhiều chứ, tại vì em đi làm thì cứ có nghĩa là cũng không nhậu nhẹt gì đâu. Đi làm về là em về ở nhà chơi với con luôn. Đến tối đi ngủ mà. Tối thì bắt đầu mới chơi game. Đúng không? Tối mới chơi game, thế thời gian đâu mà chơi với vợ. Có nghĩa là vợ em đương mượn mây đẩy trăng á. Vấn đề là cô nói giờ anh bớt chơi game lại đi để con nó bắt chước này kia nọ. Nhưng mà thực chất ra là phải có thời gian để chơi với vợ nữa. Chơi với hai mẹ con. Đúng không? Còn cái chuyện chồng em á, tại sao mà mọi người thích chụp chung với bạn đó là tại vì bạn rất là duyên dáng. Thực sự là bạn này á, bạn nói ít nhưng mà nói câu nào á là duyên dáng câu đó. Thành ra là chị em phụ nữ thích chụp chung thế thôi, chứ còn không vấn đề gì đâu, em đừng lo. Nhưng mà ông ấy lắm, bạn gái em gái kết nghĩa lắm. Thì đó, tại duyên dáng quá mà. Nhưng mà thôi, bớt kết nghĩa lại đi em ơi. Không, nhưng mà em chỉ dừng ở kết nghĩa thôi. Kết nghĩa thì giờ định nghĩa thế nào là kết nghĩa? Đúng rồi, đàn ông mà vô em kết nghĩa nhiều quá là dễ kết liễu đó em ơi. Đúng rồi đó. Theo chị thì em nên bớt lại, dừng lại ở mức độ đồng nghiệp thôi. Nó có cái ranh giới rõ ràng. Đúng không? Đúng ạ. Rồi, xin chào hai em. Chúc hai em lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc như thế này. Vâng, em cảm ơn. Rồi.